cái kênh gọi là Vũ Hoàng Lân đấy, kênh Lân Chọc đấy của Môn Sa đấy, cũng đưa một vài thành phần, ba thành phần hai nam một nữ lên để mà có những cái phản hồi lại với cái tay Phan Kỳ Nhông đấy. Thế thì đó là cái gì? Thế thì chúng ta tóm kết lại là để có một nhóm người với nhau, một cộng đồng với nhau thôi, đúng không ạ? Tiếng Anh thì nói sợ người Mỹ không hiểu, toàn nói bằng tiếng Việt. Thế mà chả bảo vệ đùm bọc nhau, chả giúp đỡ nhau, suốt ngày đưa nhau lên bới lông tìm vết, chửi rủa lẫn nhau, rồi là hô hào, rồi biểu tình, rồi thế này thế kia, rồi không muốn cho người ta phát triển, cũng không muốn cho người này yên thân, người kia yên thân, rồi là quyên góp, rồi vân vân cả. Và ngày hôm vừa rồi chúng ta có một cái live, chúng ta đã nói chuyện với bác Đức Đầu Bạc đấy, cái bác trả lời hai câu rất là rõ ràng. Đó là thứ nhất đấy, là mục đích của những cái thành phần này nó chỉ là kiếm cơm thôi, quyên góp kiếm cơm. Thứ hai là gì? Nó cũng chả đi về đâu, và dần dần nó sẽ lụi tàn, nó lụi tàn. Và cụ thể thế bây giờ nó diễn ra đâu đấy, đến như Hà Văn Sơn đúng không ạ, cũng tuyên bố này tuyên bố kia. Thử hỏi, bây giờ chúng ta thử hỏi Hà Văn Sơn trước đây đã từng giữ cái chức vụ gì trong cái chính quyền ngụy Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà tuyên bố phải tầm như Nguyễn Văn Thiệu đúng, đúng không? Anh đang thắc mắc như thế này nè, nếu ông Hà Văn Sơn ông tuyên bố mạnh mẽ như vậy đúng không, thì ông phải bèo cũng phải là đại diện cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, hoặc là bây giờ những người gọi là ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mình nói chính xác hơn là ông đại diện cho được cái cộng đồng mà gọi là tôn sùng cờ vàng đi, thì không biết ông Hà Văn Sơn có đại diện được cho cái cộng đồng đó không, mà ông tuyên bố rất là mạnh mẽ là ông sẽ đóng nắp thế này, ông đóng nắp thế nọ. Bởi vì nếu mà chúng ta khách quan nhìn cái câu chuyện á, thì bất cứ sự việc nào xảy ra thì nó luôn có những cái sự trái chiều đúng không? Người ủng hộ, người không ủng hộ thì mình nghĩ là cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà ý ở đây mình thấy sao ông Sơn cũng mạnh mẽ như vậy? Không lẽ ông này là gọi là cái mặt sau không? Mặt sau, mặt ngấm ngầm là ông đại diện cho cộng đồng bên đó hay sao ta? Thì em đang nghĩ như vậy. Thứ nhất là bây giờ ông ấy, nếu mà nói về cái chế độ ngụy Việt Nam Cộng Hòa đấy, cái chính quyền đó, thế ngày xưa ông Hà Văn Sơn ông giữ cái chức vụ gì, có thể là tổng thống, phó tổng thống hay cái gì đấy, giống như kiểu Nguyễn Văn Thiệu chẳng hạn tuyên bố đóng nắp, hay là Nguyễn Cao Kỳ chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta nghe nó còn hợp lý, đúng không? Còn nếu mà so với thời kỳ sau này, bây giờ ở bên Mỹ đó, thì bên Mỹ bây giờ thì đông nhất là thấy bảo ở Cali, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ không biết là ông Sơn ông đại diện cho cái cộng đồng nào, và ông tuyên bố đóng nắp đó là ông đại diện, ông thay mặt cho những ai ông tuyên bố, đúng không? Mà thực ra các ông có đóng nắp hay các ông không đóng nắp thì đối với những người ở trong nước như em đây chẳng hạn thì cũng là đóng nắp lâu rồi, làm gì còn. Từ ngày em sinh ra là nó đã toi được cả hơn chục năm rồi đấy, chục năm đó, rồi. Cái chỗ này em tham gia tí xíu anh Cơ Quan, tại vì anh với bạn Trung là không có hiểu cái tự do ở bên Mỹ. Ở Việt Nam chúng ta là kiểu là tự do trong khuôn khổ pháp luật, còn bên kia cái kiểu tự do là bất kỳ một ai cũng đều tuyên bố được, anh hiểu không? Cái vấn đề tự do của người ta là thế. Ví dụ như em có đi lượm ve chai hay lượm lon ăn xin ăn mày gì ở đâu, nhưng mà khi lên sóng cái cầu truyền hình ấy là em tuyên bố làm cái này làm cái kia là cái quyền của em tuyên bố thế luôn, còn là ai không mặc kệ, có nghĩa, anh hiểu không? Có nghĩa là em có nghĩa là thí dụ dù do có lượm lon lượm bọc gì chắc nữa, hay là chạy amok đó đúng không, chạy amok gì thì khi mà thích thì mở cái like lên là tuyên bố đây là kênh truyền thông, và chúng tôi có một cái cầu truyền hình đặc biệt là vẫn vô tư đúng không, tức là không ai phản ứng gì hết đúng không? Ông bạn ấy cũng kệ người ta luôn. Thế em thấy buồn cười, em thấy lạ tí chỗ ý kiến của anh Thân tí này. Thế thì ở bên đấy tuyên ai muốn tuyên bố gì cũng được đúng không? Đúng rồi. Chả thấy cái thằng nào nó tuyên bố là đợt này tao ra ứng cử tổng thống nhỉ? Sao lạ thế nhỉ? Hay là mình cũng phải mạnh dạn lên là ngày mai là tao ra danh dư đúng không? Mạnh mẽ bây giờ. Đúng rồi, đồng ý với Trung á. Thí dụ như bây giờ đi, mình đã sản xuất được cái tàu Nhật Tảo tham gia vào Biển Đen rồi, thì bây giờ chơi mẹ cái bé tổng thống luôn đi, hoặc là cái gì thị trưởng tiểu bang cũng được đúng không? Không, làm tổng thống anh phải hiểu cái vấn đề làm, giả dụ như em tuyên bố là em dẹp hết mấy anh kia, nhưng mà tức là em không có đi dẹp,
thì tụi nó không có đánh em đúng không? Nhưng mà em tuyên bố em làm tổng thống là ngồi lên đầu tụi nó thì đương nhiên là bị tụi nó đập thì đâu có dám tuyên bố vậy được. Ủa, à, anh phải né ra chứ. Ủa, sao bên đấy tự do ngoại giao này còn có tự do cái kiểu tự do này hả? Lạ nhỉ. Không không. Không. Nhưng mà tuyên thế là bố thế thì bị đập. Ai vậy? Chứ, vậy là chỉ là tổng thống nội bộ thôi hả? Chỉ làm thích là chỉ làm tổng thống nội bộ thôi đúng không? Thì vậy thôi chứ giờ mấy anh cũng hiểu đó là cái quyền của người ta mà. Cái này anh không đồng ý với thân nè. Như ngay cỡ như Đào Minh Quân nó còn tuyên bố nó là cái gì hoàng đế, tổng thống đệ tam mà suốt bao năm qua thấy có ai phản ứng gì đâu hơn. Đúng không? Đâu thấy mấy đứa kia nó chửi như chó mà. Nó chửi như chó chứ không phản ứng gì, có chửi đấy, đám sọc bên đó nó chửi luôn mà. À thế hả? À, tức ra là ngụy chữ ngụy tiếp hả? Tức là ngụy chữ ngụy tiếp ba nữa là ngụy chữ ngụy nữa hả? À, thì đó là cái vụ này là thường xuyên luôn chứ mấy anh giờ mới biết là trễ lắm rồi. Đó là hóa ra anh với Trung quá là thậu rồi chú mình rất là chú lỗ thậu chú ơi. Ừ. Chú thân mày tệ lắm nha, mày nắm được thông tin mà mày không báo cho anh em biết nữa. Mà chú chờ kiểu này là giếm mình, cái này là ích kỷ. Thôi thì chẳng hôm nay thì em khai luôn rồi đấy. À, cũng được. Nói chung là cũng có khai. Có vợ không? Đúng không? Vấn đề là kịp thời hay không á, vấn đề là phải kịp thời. Chứ đâu phải vậy. Tại vì đâu có mở like liên quan chủ đề này đâu. Không, đừng có chủ đề này thì mới xưa rồi. Phải mở cầu truyền hình. Cầu truyền hình. Cầu truyền hình. Đó. Mở cầu truyền hình. Chưa có cái cầu truyền hình này cho nên là không nói được. Tức là bây giờ nè, thân đang ở Giang đúng chưa? Đó, còn ở đây thì là đang là ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung thì ở Đắk Nông, còn anh Thượng Sĩ Nhất thì ở với Mỹ Tho, Bến Tre. Đó, cầu truyền hình Giang, Tiền Giang. Đây gọi là cầu truyền hình. Cả đây gọi là cầu truyền hình khu vực miền Trung Tây Nguyên và miền Nam Bộ. Cái này cũng lớn á, cái kênh này là kênh truyền thông lớn đấy chứ không có đùa đâu. Tới 4 diễn giả luôn mà. À, đúng rồi. Xin chào chào tay nhà báo Thượng Sĩ Nhất, nhà báo Thư Quang và nhà báo Thân nha. Xin chào tất cả các nhà báo đang theo dõi diễn đàn. Mà mình tính chúng ra chung mình đâu có quá đáng đâu đúng chung. À, mình đâu có quá đáng đâu. Hồi chung. Mày chào hồi tao lên máu rồi mày chịu trách nhiệm, tao cười mày tao lên máu mày chịu trách nhiệm đó. Bây giờ mọi người cứ nghĩ đi. Mọi người cứ nghĩ đi, chiếc tàu bằng cạch tông mà nó còn đi ra biển đen được, nó phóng tên lửa được luôn, thì không lẽ bây giờ anh em mình không lẽ mình bảo là cầu truyền hình thì có gì đâu quá đáng. Rồi, em nhất trí thôi. Nói chung là giờ có thể là gọi bất cứ cái gì cũng được. Cầu truyền hình đôi khi em cảm thấy còn nhỏ, nói chung là ở tầm vũ trụ thì đôi khi cũng phù hợp. Tại vì anh em mình ở khắp nơi mà, chứ đâu có phải ở chỗ ngồi lại nhau đâu. Dạ, cầu truyền hình vũ trụ luôn hả? Vũ trụ đúng không? Gọi là kết nối vũ trụ không? Chữ dằn thiệt chứ. Đúng rồi, cái tập nó mới xứng đáng được chứ. Mạnh quá. Không, ba cái bia gạch tông phóng tên lửa hột nhãn rồi ầm ầm thôi. Không, nhưng mà em rất là cảm ơn anh Thân. Đấy, nhờ anh Thân em lại biết thêm một cái sự kiện, đó là ngụy chửi ngụy 3.0. Đấy. À, 1.0 là ăn thịt nhau. Đấy, ngụy ăn ngụy đấy. Cái thứ hai nữa là hôm trước là bảo ngụy chửi ngụy rồi. Đấy. Đấy. Đấy, đóng nắp. Hôm nay lại có thêm cái ngụy chửi ngụy nữa. Thế thì chúng ta lại bổ sung thêm một cái nữa. Chúng ta nhớ cái gì? À, tác phẩm cái gì? À, tháng 3 gãy súng không nhỉ? Tháng 3 gãy súng. Đấy. Đấy. Ngụy. Đấy giết ngụy là. À, ngụy giết ngụy đấy. Cái này là ngụy tuyệt vời. À đấy. Thế đây chúng ta thấy nó nhẹ tàu. Tuyệt vời. Nhẹ tàu. Giết ngụy cho nhẹ tàu. Thế thì chào các nhà báo nhé. Đến với cầu truyền hình trực tiếp khu vực miền Trung Tây Nguyên và Nam Bộ. Đấy. Các nhà báo đang theo dõi chương trình đặc biệt. Đấy là chương trình ngụy chửi ngụy 3.0 này. Chương trình đàm luận ngụy chửi ngụy. Đàm luận là đàng hoàng nha, chữ luận đàng hoàng chứ không phải là đàm thoại nha. Mình mà phải dùng từ mình phải dùng từ Hán Việt như mấy anh ở bển á, mấy anh ở bển á. Nó dùng bển. Từ Hán Việt rồi cho nó ra phết. Bởi vì ở bên bển đúng không? Ở bên bển nó bởi vì người ta Hán rộng, người ta nói toàn là Hán Việt không, mà còn mình Hán hẹp mình cũng học theo. Còn các bạn
Lê Ma Trần đang hỏi vụ gì ngạc nhiên kìa anh Thơ Quang. Vụ Ngụy chửi Ngụy bạn, tại vì cái ông Hà Văn Sơn gì đó, nên mọi người đưa cái clip đó lên cho mọi người cùng tham khảo về Ngụy chửi Ngụy nó như thế nào. Đấy, để nãy giờ tôi chưa có kịp chào ai hết trơn là tôi phan vô, tôi phan luôn rồi. Cho nên là thôi giờ xin phép cho tôi được dành cái diễn đàn này chút xíu. Ok, con mời chú tự sĩ nhất, mời anh Thân và anh Thơ Quang tiếp tục chia sẻ nhé. Không, tôi chỉ chào cái thôi, rồi lát nữa tôi phụ quả. Thì rất hân hạnh được góp mặt trong cái cầu truyền hình vĩ đại của anh Thơ Quang. Qua đây xin được chào quý khán thính giả đã nhín chút thời gian quý báu theo dõi chúng tôi, bốn nhà báo chúng tôi đàm luận về Ngụy chửi Ngụy. Xin cảm ơn. Rồi nói tiếp đi. Đấy thì theo cái thông tin tình báo đó, nói nguyên khúc dài. Đấy thì báo cáo với lại chú về lại các anh. Đấy, thì theo như cái thông tin tình báo là cái thông tin này là kín lắm đấy nha. Cái thông tin này là thông tin tình báo là tình cực kỳ kín đấy. Tin mật đấy. Là anh Hà Văn Sơn, anh tuyên bố là anh sẽ đóng nắp cái Ngụy Việt Nam Cộng Hòa sau 47 năm. Đấy, cái thông tin này là thông tin mật đấy nhá, chỉ nói cho một vài cô chú anh chị biết thôi. Để chúng ta phải giữ bí mật nhá. Cái thông tin này là tình báo tiết lộ đấy, chứ không phải đùa đâu. Đấy là cái mà không phải ai cũng biết được đâu. Thế nên chúng ta ngày hôm nay rất là vinh dự, đấy, rất là tuyệt vời khi mà chúng ta biết được cái thông tin tình báo này, thì cũng rất là đáng mừng. Đấy là trải qua 47 năm rồi. Thế này cuối cùng thì anh Hà Văn Sơn anh cũng nhận ra một điều, đó là xương trắng dã ra rồi, thôi đóng nắp đi, chứ không cứ để mãi thế thì ai mà ngửi được, đúng không ạ? Thế thì cái điều đầu tiên mà cũng là chúng ta nhận thấy được thông qua cái vấn đề này đó. Lê Ma Trần trung chú nói tại vì ở đây là anh em đây thực hiện cái câu là văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, cho nên mất kiến coi truyền hình không có dám lên hình. Nên mà Lê Ma Trần nghe nhau thông cảm nha. Thì đó thì cũng như cái câu á, cũng như câu nãy Phèo nói gì tiếng Anh nói gì như gió tiếng khói không, nhưng mà đúng ra phải câu đó phải là như thế này, giống như của Bùi Kim Thành á, tiếng Anh nói như gió nhưng mà từ nào khó quá thì chúng ta nói tiếng Việt. Chào của em Kiên Giang nhá, lâu lắm rồi. Ông Kiên Giang ông trốn đầu lâu thế mà bây giờ ông cũng vào đây. Kiên Giang mới ra trại hả con? Trại nào anh? Kiên Giang mới ra trại, nay nó mới vô nè, nó mới mò vô kinh của Thơ Quang nè, nghe các nhà báo, bốn nhà báo đang ngoạ đàm. Mấy bác ngồi mâm trên làm nhà báo rồi, đề nghị mấy bác phong chức cho chúng tôi với quan sát viên ha. Rồi quan sát viên, mời quan sát viên vợ Phèo. Là nãy ông Trên ông nói là em khoái nhất để câu mà tôi lấy cách nhìn như đám anh mày, ông chửi đúng luôn, nhìn vật vờ chả giống ai. Không, anh mày thế nào này. Chúng ta thấy là Kiên Giang ơi, mày đừng có cứu nữa, cái đất nước này nó tan quan hết à. Trời ơi, mấy chục năm tan quan rồi giờ gầy dựng lại được tới giờ này, mình gần chết rồi, cơm no áo ấm, ăn ngon mặc đẹp và ăn sang mặc lựa chọn đấy chứ. Cái này là con không đồng ý với chú thượng sĩ nhất đâu. Chú này hiểu sai ý Kiên Giang rồi. Kiên Giang là đang tìm đường, đúng không, cứu cái vườn cam ở Cali đấy. À thế hả? Cái hội bên đấy nó đang ăn mày luôn, như cái đám ăn mày luôn, thôi lấy thách cái là Kiên Giang nó nghe rồi lời anh Hà Văn Sơn nên là phải đi cứu đấy. Hồi nãy là Hà Văn Sơn nói rồi, Hà Văn Sơn nói rõ ràng rồi, là như một cái đám ăn mày là thôi lấy thách rồi, giờ đấy. Kiên Giang chắc đi tìm cứu mấy thằng đó chứ gì. Không, rồi có lời bắn tới Kiên bạn Kiên Giang, bạn có nghe anh Hà Văn Sơn ơi, bạn vô tôi nhường lời cho bạn, tôi nhường chỗ cho bạn, bạn vô bằng chữ nhỏ gì chứ thường anh bắt quá chùm ơi. Thường bắt quá, ổng ở đâu mà tới xứ gì cũng lạnh quá, mà bây giờ lạnh đến nỗi mà ổng nghe không được luôn rồi. Mọi người ai cũng nghe, mình không nghe mình lạnh điếc tai luôn. Cái này anh phải lên mới nghe được chứ ngồi dưới quan sát viên không nghe đâu.
Em chào anh Tập. Anh Lê, em Trần muốn lên hả? Rồi ok, em xuống trước để mời anh lên nhé. Thôi, chào tất cả các bạn chung ở đó đi, để xuống cho. Đấy. Rồi nó tụt rồi. Nó tụt lẹ quá rồi. Tụt lẹ quá. Cái này đu càng nhanh rồi ta. Nó bốc hơi. Cái này tụt càng nhanh thì cái gì? Mới chuyện mấy anh. Hồi chiều anh còn đòi đặt vé nữa chứ phải đu cỡ này còn chưa ăn ai. Mới đây nó tụt càng nó mất tiêu rồi. Đặt vé là nó chậm lắm. Đâu bắt đầu lại đi, cấm chỗ rồi. Đứt càng. Đứt càng nữa. Rớt xuống dưới rồi còn nhắc tin được nữa hả? Xin chào các bạn. Chắc tại máy anh bắt rồi. Không phải cái ông nghe. Alo. Alo. Ông Lê Ma, chào anh tôi nghe. Alo, có ai nghe không ạ? Có, nghe. Ủa, lại bố công ca nào đi về. Các anh chị khỏe không? Em nói gì nói đi, Cao Nam mệt ông quá. Mới vô có nghe được cái gì đâu, cứ thấy chữ ngạc nhiên chưa thì vô coi là chưa thấy gì ngạc nhiên hết. Bố tên chưa? Từ vì Hậu Nam không có theo dõi, Hậu Nam không nhớ. Cái lần trước like hay có ông Cầm á, thì ông Cầm ông mới nói ông là ngụy, ông nói mình là ngụy con gì đó, thì Hoàng Nguyễn nó mới bảo là ngụy chửi ngụy kìa, ngạc nhiên chưa, mình với ông Cầm nó chưa, mình mới ủa đại là chưa, ủa hả đó, mình mới là chưa, cái clip ngụy con chửi ngụy cha đó không thấy hả, ngụy giết ngụy nó mới ngạc nhiên. Đó, ngụy giết ngụy nó mới ngạc nhiên. Thì bây giờ làm lại chủ đề là chính thống là ngụy, chữ ngụy ở bên kia thế giới. Đó. Lê Ma Trần là Việt Nam đó hả? Hậu Nam. Không, anh Hậu Nam. Mà anh Hậu Nam là đâu? Hoàng Nguyễn này là không phải Hoàng Nguyễn hết tóc đâu nha anh Hậu Nam. Dạ. Hoàng Nguyễn là khác nữa. Không phải Hoàng Nhất gì? Không phải Hoàng Nhất, Hoàng khác nữa. Vậy sao nãy nghe nói tiếng Bắc? Đây. Nghe nói cái giọng Bắc. Nó quậy mà. Trời ơi, cái thằng giọng mà. Ô, bây giờ giọng nào nói mà. Giữ cha cũng bằng 3 tiếng nha ông con. Giờ tôi nói chú với gì giọng nào nó cũng được hết á. Con bụi đời thì nhỏ mà. Vậy hả? Rồi giờ mày tiếp lời của anh em đây coi. Chứ nãy giờ tao cũng chưa muốn phan rồi, nhưng mà Trung nó phan hết trơn rồi, thôi tao không phan nữa. Để tao tiếp ý thôi à. Nói chung là cái đám ngụy nó bây giờ nó không còn gì để làm nữa rồi. Bây giờ nó cộng sản như mạnh quá là bây giờ chửi không nổi nữa rồi. Bây giờ nó quay qua nó chửi nhau chuyện bình thường chú. Có lý. Chuyện bình thường. Có lý, câu này có lý. Nó chửi 4-7 năm nay nó cũng đuối chứ. Đúng không? Bây giờ mình nó chửi nó mệt quá rồi, mà cộng sản đâu có rụng cụng lông giấy nào đâu. Càng ngày càng phát triển càng mạnh. Mấy ông giờ đi qua Hàn Quốc rồi sắp tới đi New Zealand rồi sắp tới là đi qua Mỹ rồi Thụy Sĩ rồi, trời mấy ông đi tùm lum hết rồi, chửi gì nữa, giờ không còn chửi cộng sản nữa, quay qua chửi nhau thôi, có gì đâu, chửi nhau qua ngày chờ ngày qua đời chửi nhau đó. Tại vì tôi nói mấy chú là cái đồng tiền quyên góp bây giờ nó cũng ít rồi, bây giờ người ta nhìn ra là mấy cha cũng chửi cộng sản, mấy cha quyên góp tiền thôi, bây giờ nó cũng ít. Hồi trước có nhiều tổ chức thì giờ nó xe ra được, còn bây giờ ít người quyên góp quá nó không xe ra được, bây giờ dành ăn nó chửi nhau có chuyện bình thường đó. Nãy giờ anh bắt hỏi anh Thượng Nhất kìa, sao hôm nay Thượng Nhất hiền quá vậy kìa? Không phải hiền, nhưng mà tại vì thằng Trung với thằng Quang thằng Thơ nó dành chửi hết rồi, tôi thấy là tôi chỉ thêm vô thì nó cũng trùng trùng vậy rồi, cho nên anh nữa nói nãy giờ em với anh Trung có chửi đâu, có dám chửi đâu, đâu có chửi chọt thôi, mình chọt chủ yếu chọt không chứ chửi gì, tại nó lợi ý vậy thôi chứ mình nha. Anh Thượng Nhất biết sao không, anh em mình không? Ngồi cầu truyền hình mà ai đi chửi anh à, đúng rồi. Không? Xin lỗi, ngồi cầu truyền hình thì mình góp ý mình xây dựng thôi, chứ mình văn minh mà lên cầu truyền hình mà, phải không, mình văn minh đúng rồi, có văn hóa tầm, mà cho nên là mình phải lên cầu tầm để nó nói đàng hoàng báo không chứ đâu phải đùa.
cho nên là dặn anh á, kỳ này là chơi cầu truyền hình rồi, nâng cấp rồi, chứ không phải là giống hồi trước là live stream rồi các kiểu nữa đâu. Nên là anh nói là cái kỳ cả thôi. Cấp thì ghê gớm thì cứ dặn. Chứ còn cái gì, em sợ anh lầm là anh lại quên, mấy lần sau anh lại lên lại cứ tưởng giống live stream hồi trước nữa. Rồi nói tự do quá. Nhớ, mai mốt lên nhớ nhắc nha, mai mốt lên nhớ nhắc nha. Dạ, dạ rồi. Mình lên mà mình nói mình live stream đó, cái kỳ này nói vậy lắm. Tôi buồn đó thì thôi bây giờ nè anh bác nè, em góp ý nè, thì có gì đâu buồn anh, thì bây giờ anh đang ở Đan Mạch đúng không, anh cũng đâu có chửi anh nhớ nè, ở người Việt mà chúng ta nó có một cái quan niệm thế này nè anh bác, chửi khác nha, mà chửi yêu nó khác nha. Anh bắt nhớ không cái từ gọi là cái khái niệm chửi yêu không? Anh bắt ví dụ gặp em đi ra gặp anh bắt à, mắng yêu chửi yêu thì ở đây là mọi người chỉ xem anh là có như chửi yêu thôi anh nhé. Tôi quan với thằng cho anh nói với anh bắt chút xíu. Anh bắt ơi, tôi nói anh nghe vậy nè, thà như anh vậy mà nó không sao nhé, thà mà anh chứ anh phan mẹ nó như vậy đó, không có gì mà đáng nói trơn, mà người ta còn khoái nữa. Còn như tôi với thơ quan với thân lên nói không có chửi, mà nói nó chọt vô nách nó không là nó chịu không nổi, cho nên nó mới câm tụi tôi. Anh vậy mà nó không câm á, bây giờ tôi nhường cho anh lên nói chuyện đi anh bác, tôi khoái anh nói đó. Thôi anh thì nhất là đó đi, để em xuống rồi thôi. Rồi, chào rồi, thân ngồi đi, thân ngồi đi để anh xuống thôi. Trời đang có đá banh. Bạn có đá banh không, ai có đá banh hết trời. Bạn bóng gì tầm này mà gì vậy? Ngô nào nha. Bây giờ ông vô đây ông tham gia hay là ông vô đây ông phá cầu truyền hình của tôi mà ông đi PA à. Cho đá banh đây. Hả? À, đâu phá đâu, thì ai hỏi mình trả lời con khác. Cái này trả lời cũng thông báo cho anh sẵn luôn, ở đây sẵn này, bây giờ là chỗ cái kênh truyền thông của anh Thơ Quang á là lên cầu truyền hình rồi. À, chứ không phải là cái live stream mình trước kia nữa. Cái gì thì cái anh cũng phải nể mặt mũi, mà nhất là cái quảng cáo này kia là phải xin phép anh Thơ Quang, tại vì liên quan tới các nhà tài trợ, anh hiểu không, các cái nhà tài trợ cho anh Thơ Quang mà anh quảng cáo bậy bạ cái lệch mục ra là cái đó là mệt đấy, tại cái làm anh lớn mà ta ký hợp đồng mạnh thôi, cho nên anh cẩn thận chút. Hôm nay cái cầu cuộc truyền hình của mình á, mình xin thông báo luôn là được nhà tài trợ Kiên Giang. Vậy không, mọi người thấy không, thấy nó trùng hợp không, tức là vừa nâng cấp lên cầu truyền hình cái là nhà tài trợ xuất hiện Kiên Giang. Thấy chưa, hồi đó tức là một thời vẫn đi một thời gian lâu là coi như là nhà tài trợ Kiên Giang không xuất hiện, đúng không, vắng bóng luôn, nhưng mà hôm nay nâng cấp lên cầu truyền hình là có nhà tài trợ Kiên Giang xuất hiện liền. Có gì đâu, cảm ơn nhà tài trợ Kiên Giang. Xin lỗi mọi người tí. Thế này nói, thì về có cái nick Tân Nguyễn. Thì bạn Tân Nguyễn ơi, mình nói thế này nè, bạn Tân Nguyễn có comment Thánh có đeo kính đen lại vậy các ngài, thì mình nói với bạn Tân Nguyễn như thế này nè. Mình có thể chắc bạn quen miệng gì đó, nhưng mà mình cũng xin lỗi bạn trước nha. Ở đây mình chơi thì toàn là người dân đen với nhau không mà, tức là rất là bình dân. Chứ ở đây không có ai là ngài mà cũng chẳng có ai là thánh cả. Kệ anh thôi, quá bạn ơi, cách gọi quen rồi thôi, không có sao. Không thì mình anh chỉ nói vậy thôi, để bạn Tân Nguyễn sau này rút kinh nghiệm, tức là thí dụ bạn chơi ra bạn dùng từ đó thì vô tư, thì cái đó là quyền tự do của bạn thôi. Nhưng mà vào trong đây thì anh em trong này họ không thích dùng những từ như vậy. Mặc dù là mình hiểu cái câu từ của bạn chỉ đề cập là trên cái góc độ là tôn trọng lẫn nhau thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đối với anh em trong này họ thấy những cái từ ngữ đó nó không phù hợp lắm. Vậy ha bạn Tân Nguyễn ha. Cảm ơn bạn. Cô ca biết anh Hảo Nam mà. Ai? Cô ca Tân Nguyễn. Cô ca biết mà. Tân Nguyễn. Nguyễn đó. Nick Tân Nguyễn anh không có thấy còn. Tân Nguyễn hả? Mời cô ca lên. Mời cô ca lên trao đổi vấn đề. Số vấn đề gì đó cô ca. Thì ai? Ai lên thì cứ gửi yêu cầu thì mình đưa lên thôi, nhưng mà ý mình nói để tức là ở đâu cũng vậy, cũng có một cái quy tắc riêng ở cái chỗ đó, thì đây sẵn mình thông báo như vậy á, để cho riêng tiếp tục chương trình đi Tân Nguyễn lắm, là mọi người biết, mọi người nắm về cái chuyện đó. Thời gian quảng cáo hết rồi đúng không, bây giờ tới chương trình tiếp tục là chương trình là ngạc nhiên chưa hả?
không sao đâu Tân Nguyễn, thì mình biết là ví dụ bạn xài quen rồi thì vấn đề đó thì mình cũng nói rồi, cũng không vấn đề gì lớn, mà mình chỉ lưu ý cho bạn nhớ thôi chứ không có gì cả. Bởi vì đối với anh em trên đây thì toàn anh em là bình dân với nhau không à, dùng cái từ đó thì nó không phù hợp lắm nên em không thích lắm. Cái vấn đề anh Hào Nam là cái vấn đề là Ngụy Trợ Ngụy mà em mới nói anh Thơ Quang mới thắc mắc là tại sao Đào Minh Quân nữa tự xưng làm tổng thống rồi hoàng đế gì mà không có ai thắc mắc. Thế em nói là nó chửi như chó, mấy thọt bên kia nó chửi như chó chứ. Thế là anh Thơ nói là tại sao là lâu biết lâu mà không nói, trời có ai hỏi đâu nói. Thì cái vấn đề là Ngụy chửi Ngụy là nó xưa như trái đất, là nó chửi nhau như cơm bữa bên nó chửi như chó đó. Nào là cầu truyền hình, nào là nhà báo, nào là luật sư, rồi nào là chuyên gia thế này thế nọ, nghe nó nào to vũ lớn quá, thấy không? Bây giờ mọi người trong đây mới vui cả khè nha, tại chúng ta nắm rõ thôi. Và thân quan xin nhắc lại thì đây chúng ta chỉ là đơn giản những người dân với nhau lên chia sẻ cái gì hiểu biết và để tới mọi người đúc kết ra cái góc nhìn cho riêng mình thôi. Ok vậy ha mọi người ha, thân quan xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye.